Dạ em xong ai mến chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Home Auto xe đẹp dành cho thực khách. Dạ trước mắt quý anh chị đây là chiếc Mitsubishi Outlander 2018, xe gia đình nha quý anh chị, chạy được có 30.000 cây. Thì trước đây là chiếc này là em bên em bán ra nhau quý anh chị, em sẽ đi tổng thể lại cái xe cho mình xem ha. Dạ em sẽ quay một vòng tổng thể cái xe cho mình xem ha. Thì gì? Trước tiên thì bên em xin phép bên em có thu mua tất cả các dòng xe, xe gia đình, xe đẹp đi ít. Bên em sẽ mua với cái giá khá là tốt cho quý anh chị nha quý anh chị. Tại vì đây là địa chỉ kinh doanh tại nhà em luôn. Thì ông xã em sẽ định giá và thu mua tận nơi cho quý anh chị. Khi mà quý anh chị có xe cần bán và mình thấy mình có người quen, người bạn bè mà có xe cần bán á, thì cứ giới thiệu alo em nha. Bên em sẽ vẫn có hoa hồng cho quý anh chị. Thì xe này là chiếc Mitsubishi Outlander đời 2018. Thì nếu mà quý anh chị có kéo lên lên phía bên trên á, thì em có về chiếc xe này thì anh khách ảnh đổi chiếc Innova. Thì em cũng đã bán rồi. Thì xe này là xe gia đình một chủ mua mới, là trước đây thì ảnh chạy thêm có 2.000 cây à. Ảnh bán, ảnh hơi kẹt tiền một chút xíu á, thì ảnh thanh lý trước rồi sau đó sau này có tiền rồi ảnh sẽ mua lại à. Thì quý anh chị xem nè, cái xe rất là đẹp nha quý anh chị, đầy đủ phụ kiện luôn. Đây, dàn vỏ là riêng theo xe nè, vô lăng nè quý anh chị. Hồi trước đó, là hình như là 29.000 cây, nay là lên gần 31.000 cây rồi. Đó, quý anh chị xem, tuy là biển tỉnh nha, nhưng mà trước đây là của nó là biển thành phố Hồ Chí Minh, một chủ mua mới từ đầu. Thì thêm chủ, anh chủ này nữa thì xe này là hai chủ. Thì quý anh chị xem xe thực tế tại nhà Home Auto tại nhà em á, thì em sẽ cung cấp cho quý anh chị xem chi tiết. Và giá hiện tại em đang kêu là 305 còn thương lượng nha. Thì xe này quý anh chị mua về chạy kinh doanh kết hợp, mua về chạy gia đình kết hợp kinh doanh rất là ok luôn, tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ nha quý anh chị. Tại vì anh chủ xe trước á là ảnh chạy gia đình, nhưng mà vì hơi kẹt tiền một chút xíu nên ảnh bán lại cho em. Xe rất là đẹp nha quý anh chị, đầy đủ phụ kiện, có camera hành trình nè. Đó, có camera hành trình nè, camera xe nè. Em đi keo chỉ bốn cửa cho mình xem ha. Đây, keo chỉ bốn cửa à. Thì bên em vẫn có bao test hãng tới cái nha quý anh chị. Trường hợp mình xem xe, mình ưng cái xe rồi thì bên em sẽ hỗ trợ mình đi kiểm tra test hãng nha. Chủ xe anh có lót sàn á, thì mình mở cái góc sau ở đây nha quý anh chị. Cho mình xem nè. Đó, áo chùm xe vẫn còn y nguyên nè quý anh chị, keo chỉ là nguyên bản nguyên rin ha. Mình ghé qua nhà em mình xem xe thực tế là mình sẽ thấy được cái rõ về cái chất lượng xe của xe này nha. Thì bên em chuyên về dòng xe gia đình đi ít. Anh quý anh chị mua xe này vừa kết hợp, vừa chạy gia đình kết hợp kinh doanh rất là ok luôn, có camera xe nữa nè. Đó, đây là địa chỉ tại nhà em luôn nha quý anh chị, mình ghé qua nhà em mình xem xe ha. Và cái giá ở bên em, cái giá xe này bây giờ rất là hợp lý luôn, 305 triệu ạ. Thì anh đã em thấy xe này là lên đủ phụ kiện rồi nên mình không còn thêm gì nữa nha quý anh chị. Keo chỉ là nguyên bản nguyên rin nè. Đây, keo chỉ là nguyên bản nguyên rin nha quý anh chị xem nè, keo chỉ là nguyên bản nguyên rin. Bên em có thu mua tất cả các dòng xe, xe gia đình đi ít. Bên em mua với cái giá khá là tốt nha quý anh chị. Mình có xe cần bán đi ít và muốn bán được giá tốt thì cứ alo em nha. Mình kết bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin. Anh chị gửi thông tin em sẽ báo giá cho, định giá cho quý anh chị nha. Xe này còn đăng kiểm tới 2026 luôn, còn khá là lâu luôn. Xe này sang tên thì chỉ có tốn thêm thuế khoảng 2-3 triệu thôi nha quý anh chị. Home Auto xe đẹp dành cho thượng khách. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video ạ.